Mà anh, các anh chị biết là Trung Quốc nó tốn rất là nhiều công sức để nó huấn luyện Khmer Đỏ, nhiều công sức dữ lắm, thậm chí nó tiêu diệt hoàng gia Campuchia luôn. Trung Quốc á, nó thực hiện, một hôm nào đó chúng ta sẽ nói về Khmer Đỏ, nó thực hiện cái mô hình nó ủy nhiệm cho Khmer Đỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản, không thông qua con đường chủ nghĩa xã hội, để xem coi tiến thẳng như vậy nó như làm sao, nó rút kinh nghiệm các anh chị. Tức là nó dùng đất Campuchia để nó làm mô hình, mà tiến thẳng lên như vậy các anh chị biết Khmer Đỏ nó làm gì không? Giết sạch trí thức trong nước, giết sạch không chừa một trí thức nào hết, tất cả chỉ còn là dân ngu thôi. Tại sao? Công nông làm lãnh đạo, nó thực hiện chuyên chính vô sản. Thành ra là Trung Quốc nó tốn rất là nhiều công sức và tiền của để làm điều đó. Thì Campuchia giết trên 2 triệu dân, các anh chị biết có 7 triệu rưỡi dân mà giết 2 triệu người. Thì Trung Quốc nó tốn quá nhiều công sức mà Việt Nam mình qua gọi là giải phóng Khmer Đỏ, lập lại nhà nước mới. Trung Quốc nó điên không? Nó điên lên liền chứ sao mà không điên. Năm 79 nó tuyên bố dạy cho mình một bài học, bài học cướp tiền đồn của nó. Các anh chị thấy đường lối ngoại giao của khối cộng sản nó phức tạp không? Đó. Thì năm 79 mình đứng về phía Liên Xô mà. Thì ok, mày xâm lược tao là tao quýnh mày liền, tao xác định mày là giặc liền. Thành ra hàng loạt sách báo các anh chị lên gõ còn luôn. Đài, đài tiếng nói, đài truyền hình tuyên truyền Trung Quốc xâm lược, Trung Quốc xâm lược, giặc bành trướng Bắc Kinh, kéo người dân đánh Trung Quốc. Nhưng vì sao tự nhiên tới năm 90 quay mặt nhận Trung Quốc là bạn các anh chị? Tại sao? Tại vì năm 88 các anh chị là các nước Đông Âu bắt đầu sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội. Năm 88 các anh chị. Đến nỗi là tới những năm 90 là Liên Xô phải tan rã, tức là Liên bang Xô Viết tan rã, tất cả các nước mà làm tiền đồn không làm tiền đồn nữa. Nó bầu cử tự do, nó giải thể chủ nghĩa cộng sản, bầu cử tự do, nó gom đảng cộng sản lại trở thành một trong số rất nhiều đảng của nước họ thôi. Thành ra năm 88 tới 89 Việt Nam mất chỗ dựa, đâu còn chỗ dựa đâu các anh chị. Mấy ông Việt Nam đứng mình hết rồi, đâu còn dựa được, đường lối ngoại giao đu dây mà cọng dây nó lung lay và nó đứt rồi là xong phim rồi, đúng không? Buộc phải rút quân khỏi Campuchia. Mà các anh chị biết Campuchia là một trong những nguồn, là tiền đồn của mình, là nguồn lợi ích. Thành ra buộc lòng năm 90 mới lẹ lẹ dẫn bầu đoàn thê tử đi qua đàm phán hội nghị Thành Đô. Từ sau năm 90 không được gọi là giặc xâm lược Trung Quốc nữa. Thì rõ ràng các anh chị thấy rõ ràng không? Đường lối ngoại giao nó đổi trắng thay đen, sáng đúng chiều sai, sáng mai nó lại đúng. Thành ra những người lính ngã xuống để bảo vệ đất nước mình, bảo vệ tổ quốc mình, bảo vệ dân lành, những người lính này đúng ra là phải được vinh danh, phải có huân chương kháng chiến chống quân Trung Quốc xâm lược. Họ không bao giờ được điều đó. Mà chúng ta có một cái bộ máy bự từ trên xuống dưới, nó sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Nó hết nhận thằng này làm giặc, xong nó nhận giặc làm bạn, xong cái nó nhận bạn làm giặc, không có một chuẩn mực gì hết. Mà quay lại cái slide hôm qua tôi nói là các giá trị, các chuẩn mực, các giá trị đều bị đảo lộn, đều bị đảo lộn hết, là do thế hệ này tới thế hệ khác chúng ta không chịu nhìn cái chuẩn mực ở đâu, cái giá trị nằm ở đâu. Thì tôi nói đảo hoa hồ đảo, đảo sao có lợi cho tôi nói thôi. Mà đằng này thì dân không có chịu quan tâm, mọi thứ mọi sự để cho đảng nhà nước lo. Thế lật 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 gì nè, ai chết mặc kệ, đánh đi đánh đi, chết xong tao nhận nó làm bạn không sao đâu, đánh đi tụi bay chết đi, chết xong tao nhận nó làm bạn không sao đâu, đúng không? Rồi mai đây, bây giờ chúng ta nè, tôi nói nè, ngồi mai đây, bây giờ chúng ta đang là đồng minh của Trung Quốc, đúng không? Lỡ mà, khả năng cao lắm nha các anh chị, lỡ mà nó xảy ra cuộc chiến trên Biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, Trung Quốc nó xây dựng ầm ầm mà vi phạm công ước quốc tế, vi phạm luật pháp quốc tế, tòa án trọng tài quốc tế xử rồi, Trung Quốc không có chủ quyền gì ở đây nhưng mà nó vẫn xây dựng vậy đó, thì mai đây nó ảnh hưởng tới an ninh hàng hải, thì Trung Quốc nó sẽ đánh với liên minh nhiều nước ở châu Á để nó giữ cái đường biển này. Mà tôi nói vì sao nó phải chiếm biển rồi, đúng không các anh chị? Tại vì vùng biển ở trên là nó mất quyền lợi rồi, nó phải xuống đây. Thì chúng ta là đồng minh mà, các anh chị sẽ phải cầm súng đánh Mỹ, tại vì Trung Quốc đánh Mỹ mà. Việt Nam là đồng minh mà, các anh chị phải cầm súng đánh Mỹ, con cháu các anh chị phải cầm súng đánh Mỹ, bạn bè các anh chị phải cầm súng đánh Mỹ, và đất nước các anh chị phải hứng chịu bom đạn của Mỹ. Đường lối ngoại giao đó các anh chị
chính trị đó các anh chị, để cho đảng nhà nước lo đó các anh chị. Các anh chị tưởng rằng nếu như Trung Quốc và Mỹ xảy ra chiến tranh ở Biển Đông, rất là nhiều người mong chiến tranh ở Biển Đông. Các anh chị tưởng rằng chiến tranh ở Biển Đông là Trung Quốc đánh Mỹ hả các anh chị? Các anh chị tưởng Trung Quốc nó ngu lắm hả? Nó ngu hay nó khôn? Nó ngu mà nó chiếm nước mình, nó ngu mà nó chiếm biển đảo của mình. Xảy ra cuộc chiến ở Biển Đông không phải là cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ, mà là cuộc chiến liên quân giữa Hàn, Nhật, Đài, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, với sự yểm trợ của Mỹ, Úc, Ấn Độ đánh một mình Trung Quốc hả? No. Đánh Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào, thậm chí có Venezuela nữa, thậm chí có Iran, Syria nữa. Tại sao Iran, Syria nó có những lực lượng chống đối mạnh như vậy? Vũ khí nó xài không hết. Tại sao? Tại sao nó có tiền hoài? Trung Quốc nuôi nó đó các anh chị. Nó xây dựng tiền đồn ở Trung Đông đó các anh chị, nhưng mà nó không thể xây dựng chính thức như cái kiểu Hồi Quốc tế Cộng sản được nữa. Thì những nước đó sẽ tuyên chiến, chúng ta sẽ liên minh với những nước đó. Chúng ta sẽ liên minh với cái bọn đó. Liên minh với Trung Quốc. Làm gì chiến tranh Biển Đông mà có hai nước đánh, có chuyện đó đâu các anh chị. Thậm chí các anh chị mà hiểu về quan hệ quốc tế và chính trị thế giới, nếu xảy ra chiến tranh Biển Đông thì đó chính là thế chiến 3. Đó chính là thế chiến 3. Rõ ràng. Lúc đó những người mà ngồi đây chờ đánh đi Mỹ ơi, đánh Trung Quốc đi Mỹ ơi, sẽ là những người cầm súng AK-47 đi bắn máy bay B-52 của Mỹ. À không, bây giờ Mỹ nó không xài B-52 nữa, nó xài B-5 mà các anh chị. Trong giáo trình họ nói là súng AK bắn được. Lúc đó sẽ cầm súng AK bắn tên lửa Tomahawk của Mỹ. Trong giáo trình dạy quân sự các anh chị, họ gọi là súng AK có thể bắn hạ tên lửa Tomahawk. Tôi thử coi các anh chị còn cười được không nha, còn vui được nữa không nha. Tôi thử coi hàng loạt các thế hệ hàng chục năm qua để cho đảng và nhà nước lo, đặc biệt là đừng quan tâm tới chính trị, đừng quan tâm tới ngoại giao, đừng quan tâm tới thời sự, đừng quan tâm tới hiện tình đất nước, để cho đảng và nhà nước lo. Lúc đó có còn ngồi cười được không nha?